sự mới đẳng cấp thì đúng thật. Thì các bác hình dung là nó đẳng cấp thì nó khác biệt với bình thường thế nào. Thế nhưng mà tâm lý chung của anh em chơi đồ gỗ thì lại gì? Vừa đẳng cấp nhưng lại phải rẻ tiền thì điều này không có. Các bác có một cái điều thú vị và một trong những cái sai lầm cực kỳ lớn của các bác chơi đồ gỗ, và tiện đây cũng Sơn xin chia sẻ. Và tại vì sao lại có cái sai lầm này? Bởi vì cái tâm lý chung của anh em mua hàng, ai cũng muốn mua giá rẻ. Và đặc biệt là chơi đồ gỗ thì mình làm sao đấy, mình để mà chơi đồ gỗ ấy, là mình sẽ muốn vươn tầm lên một cái đẳng cấp, đúng không ạ? Đẳng cấp khác biệt so với bạn bè của mình hay người nhà của mình, hàng xóm của mình. Mình muốn vượt lên trên, đúng không ạ? Nhưng mà khi mà mình muốn vượt lên trên nhưng mình lại không có điều kiện, thì không có điều kiện nhiều về tài chính, hay là mình không muốn chi nhiều về tài chính, thì mình sẽ cố gắng đi tìm một cái sản phẩm mà nó vừa đáp ứng là vượt lên trên và ít tiền. Thế nhưng mà hai cái điều này nó hoàn toàn xung đột với nhau luôn các bạn. Mình muốn một cái sản phẩm đẳng cấp nhưng mình bỏ ít tiền thì nó xung đột với nhau và nó không thể tạo ra một cái sản phẩm đẳng cấp mà ít tiền được. Hôm trước thì Sơn có xem cái video của anh Thái Công, nhà kiến trúc sư và một nhà thiết kế cực kỳ tài năng. Và anh ấy giới thiệu một cái đèn bình thường để mình ngủ với thôi. Nó có trị giá là bao nhiêu? 800.000 đô. 800.000 đô hay bao nhiêu nhỉ? Hình như 800.000 đô. Nói chung mấy chục tỷ cái đèn đấy. Mấy chục tỷ. Và anh ấy bảo đấy thực sự mới đẳng cấp. Thì đúng thật. Thì các bạn hình dung là nó đẳng cấp thì nó khác biệt với bình thường thế nào. Thế nhưng mà tâm lý chung của anh em chơi đồ gỗ thì lại gì? Vừa đẳng cấp nhưng lại phải rẻ tiền thì điều này không có. Và nắm bắt được cái tâm lý này thì có rất nhiều anh em bán những cái sản phẩm, những cái loại đồ gỗ mà nó là không phải gỗ chính hãng, nó không phải gỗ xịn. Thế nhưng mà mình vẫn nói là gỗ xịn, để vì mình nắm được tâm lý là hoành tráng của anh em chơi gỗ. Cũng xin nói hơi thật một tí các bác thông cảm, hoành tráng. Thế nhưng mà sau khi mà đánh được vào tâm lý đấy thì hầu hết các bác đều yêu thích và mua. Có một người bác kể chuyện với Sơn là có cái anh kia, anh ấy ở cây xăng, thì anh ấy bán một cái tấm gỗ, anh mua được tấm gỗ, gỗ gõ đỏ, gỗ gõ đỏ rất hoành tráng, dài 3m2, rộng 1m8 và dày là 20 phân, với trị giá là 180 triệu các bác ạ. Uầy. Và có một người anh nữa cũng ở hàng xóm luôn, thì anh ấy mua được một cái tấm gỗ 1m65, dày 20, rộng dài 3m2 thì trị giá 38 triệu thôi. Thế thì cái anh ở bên cây xăng, anh ấy sang anh bảo cái với anh kia, ôi gỗ này không phải gỗ đỏ, gỗ này là gỗ xoan đào. Thì đúng thật, nếu 38 triệu 1m65 thì chắc chắn không phải gỗ đỏ rồi. Và mọi người đều bảo là cái gỗ 1m65 đấy, cái tấm 1m65 ấy, thì đúng thật là không phải gỗ đỏ. Thế nhưng mà sau khi kể cái câu chuyện với Sơn thì Sơn phát hiện ra là cái tấm 1m8 đấy cũng không phải gỗ đỏ luôn. Thực ra hai dòng gỗ nó tương đương nhau, chẳng khác gì nhau. Có khi sơn màu khác thôi. Thế nhưng mà họ đã bán giá trị cao lên gấp nhiều lần. Không sao cả các bác nhé, không sao. Bởi vì gỗ đỏ thật, nếu mà tấm rộng 1m8 thì nó có giá trị từ 500 triệu trở lên cho đến 800 triệu nếu gỗ đỏ thực sự. Thế nên là khi mà Sơn nghe về 1m8 trị giá 180 triệu thì đảm bảo không bao giờ có. Chắc chắn hứa với các bác, cam kết luôn. Đảm bảo luôn. Bởi vì một cây gỗ đỏ mà xẻ ra được một tấm 1m8 ấy, thì cái cây đấy nó phải vanh rơi vào tầm khoảng 6-700. Vanh 6-700. Bởi vì 1m8 đây là bìa mà, ở trong tim thì nó phải gần 2m rồi. Thì có khi phải rơi vanh nó phải gần 700 á. Mà gỗ gõ đỏ bình thường thôi nó đã trị giá là khoảng 40 triệu một khối rồi. Thì cái gỗ mà vanh lớn như vậy ấy, thì nó phải trị giá nhiều trăm triệu một khối các bạn. Nhiều trăm triệu một khối. Và để mà xẻ được một cây như thế thì không tốn dưới mấy tỷ để xẻ một cây như thế. Xẻ ra thì một tấm bán phải đến 500 triệu, 10 tấm thì mới được 5 tỷ thì mới có lời. Xẻ cây hơn 3 tỷ thì phải bán thành 5 tỷ bởi vì có nhiều cái tiền khác nữa, tiền rủi ro nhiều cái. Thì chắc chắn là tấm 1m8 ấy không phải là tấm gỗ đỏ. Nhưng mà hầu hết mọi người lại cứ tưởng là gỗ đỏ vẫn hoành tráng. Vẫn đi khoe, nhưng mà đấy cũng chẳng sao bởi vì mình vui là được. Mình vui là được các bạn. Đấy. Nhưng cái câu chuyện này nó khá thú vị. Mình cái gì nhỉ? Gọi là chó chê mèo lắm lông ấy. Có cái câu chuyện là gì? Con chim sẻ.
bị cái con bìm bìm hay con gì nó săn, nhưng mà không biết con bìm bìm lại bị con đại bàng nó săn đằng sau. Đấy, đúng không ạ? Con đại bàng thì bị người bác súng ngắm vào, tất cả mọi người đều đang bị ngắm vào. Rất là thú vị. Ok, thì Sơn cũng tiện quay cho các bác xem để các bác hình dung được, chứ Sơn thấy cái tình trạng mà phân biệt nhầm lẫn như vậy là nó quá là không vui. Bởi vì sao? Mất tiền không sao cả, mất 180 triệu bỏ, bởi vì chủ cái xăng mà 180 triệu thì mình kiếm nhanh thôi. Thế nhưng mà mất mặt ấy là mất nhiều thứ lắm các bạn. Ngại, bởi vì khi mà mình dẫn anh em về nhà chơi, sau đó mình nói chuyện kể hoành tráng của gỗ đỏ ABC, nói chung là chém trên trời tung bay nóc nhà. Thế nhưng mà khi mà gặp phải chuyên gia ấy các bác, gặp phải chuyên gia họ biết về gỗ đỏ, họ nếu mà giữ ý thì họ nói một chuyện một mình với mình thôi, nhưng mà họ mà không giữ ý, họ nói tạc phát ra ở giữa đám đông, cả nhà đang nhậu 5-7 người toàn người hoành tráng, tự nhiên nói tạc phát ra, ui ơi, ông bị lừa ABC này thì kia. Thật sự là mất mặt mà nó quê dã man luôn các bạn. Đạt đến cái tầm chơi mà mấy trăm triệu một tháng rồi mà bị quê về những cái trường hợp như thế, cú kinh khủng luôn. Nên là có nhiều bác nhắn tin hỏi Sơn là mua cái gỗ này về xong nhắn tin hỏi Sơn là có phải gỗ này không, có phải gỗ kia không, thì Sơn nói thật là bác không nên hỏi Sơn nữa. Khi mà các bác mua xong rồi không nên hỏi, các phải hỏi trước khi mua, hoặc các bác đã tin tưởng người ta rồi thì các bác tốt nhất là tin. Còn các bác hỏi như vậy thì Sơn cũng trả lời thôi, nhưng mà ngại thật luôn. Bởi vì trả lời xong ấy, trả lời nếu mà nó đã đúng là gỗ có đỏ chẳng hạn, nếu đúng ấy thì không sao, vui, rất tuyệt vời. Nhưng nếu sai, nếu không phải, Sơn bảo là không phải, thì thứ nhất là cái người mua hàng là buồn, bởi vì mình bị lừa rồi. Thứ hai, sau khi mình buồn mình chửi người bán hàng thì mất mối quan hệ. Đấy, cũng chả giải quyết được gì, mất mối quan hệ. Sau đó thì Sơn cũng chả vui gì, đúng không ạ? Bởi vì mình đã tác động vào một cái điều nó bị xấu mà, suy nghĩ tiêu cực xấu tiêu, và cái cảm xúc của mình bị xấu luôn, nó không vui một tí nào. Mà nếu mà mình không trả lời thì Sơn thì lại áy náy, bởi vì mình không trả lời thì mình cũng ngại ngại. Thì thường là Sơn sẽ, thường thì sẽ không trả lời, nhưng mà mình cứ cảm thấy nó không được vui. Thì đấy, nên là các bác phải chọn được, biết cách, phải tìm hiểu kỹ vào, biết cách vào, hoặc là nhờ chuyên gia thực sự, những người biết thực sự. Còn những người mà không biết sơ sơ, hay là chủ cửa hàng đồ gỗ nội thất ấy, phải là những người trực tiếp bào này, trực tiếp làm mộc, ngồi ở xưởng xem gia công, làm từng loại gỗ hàng ngày, nhiều ngày mới tiếp thu vào mình biết được. Chứ còn nếu mà chủ cửa hàng chỉ nhập gỗ về bán bình thường thôi thì cũng chẳng biết được gỗ gì với gỗ gì đâu, nó khó lắm. Thì chia sẻ với bác, đây là những cái điều Sơn nghĩ là có thể gây ra tranh cãi rất là lớn. Có nhiều bác bán cửa hàng không thích Sơn đấy, bởi vì Sơn nói nhiều cái nó bị ảnh hưởng ấy. À, nhưng không sao, bởi vì Sơn làm sự thật thôi. Thì ở đây Sơn sẽ quay cho bác lại một cái lần về cái gỗ gõ đỏ. Đấy là một cái vài tâm sự chia sẻ với các bác về cái gỗ gõ đỏ, để các bác hình dung được kỹ hơn. Và nếu có thể, biết đâu đấy, bác khắc được trong cái tâm trí của mình, mai mốt mình đi mua bất kỳ cái sản phẩm gì, gỗ tủ, giường, bàn, ghế, thì mình cũng có một chút gì đấy để mình nhớ nhớ lại, mình mua để nó chính xác hơn, tiết kiệm cho mình nhiều tiền. Ví dụ như cái tấm 1m8 mà cái bác kia bảo ấy, thì Sơn đoán đấy là Ecop. Thì Sơn bán anh quanh khoảng, nếu mà tấm đẹp thực sự tuyệt vời, bỏ hết sạch rác luôn, bỏ hết tất cả luôn, khoảng 100-120 là cùng. Bác ấy mua 180. Không sao các bác, không sao nhá. Bởi vì họ bán hàng ở cửa hàng đồ gỗ nội thất, họ phải bỏ thêm nhiều chi phí, và đặc biệt là cái chi phí xây dựng mối quan hệ của họ và uy tín thương hiệu của họ, thì họ bán giá cao là chuyện bình thường. Nhưng ý là nếu mà mình biết ấy, nếu mà bác cái chủ cái xăng này biết nhận biết gỗ có đỏ thật và giả, thì sẽ ít gặp phải cái trường hợp là mình quê mặt, bởi vì mình lại cứ tưởng đấy là gỗ thật, đúng không ạ? Xong mình đi khoe, mình đi kể hết mọi nơi là gỗ gõ đỏ xịn. Thế nhưng mà đến khi lại không phải thì mình rất là quê luôn, thực sự luôn. Một chủ doanh nghiệp mà mất mặt cỡ đấy thì nó quê lắm. Đấy, thế nên Sơn đã hạn chế cái tình huống như thế. Thì bây giờ Sơn quay các bác, cái video này sẽ chia sẻ với bác vài điều thú vị. Đấy. Rồi, ok, xin mời các bác.